Kính thưa quý vị, Rio de Janeiro bất ngờ tiết lộ các hiện vật thuộc hoàng gia trong công trình xây dựng tàu điện ngầm. Tin từ Rio de Janeiro, một công trình xây dựng trên một đường tàu điện ngầm mới ở Rio de Janeiro bất ngờ tiết lộ hơn 200.000 kho tàng khảo cổ học, nhiều người cho là đã thuộc về gia đình hoàng gia. Các công trình xây dựng nơi đây là một phần trong dự án quy mô lớn kết nối các vùng đô thị lớn của thành phố Rio với các khu vực thể thao của làng Olympic 2016 ở Barra da Tijuca. Trong khi đào bới thì các công nhân đường tàu ngầm đã ngạc nhiên khi họ bắt đầu phát hiện ra sự khởi đầu của một kho tàng rộng lớn gồm các đồ tạo tác khảo cổ từ thế kỷ thứ 17, thế kỷ 18 và 19. Nhóm nghiên cứu của các nhà khảo cổ hiện đang làm việc cùng với các đội xây dựng đường tàu điện ngầm đã phát hiện có hai vật còn nguyên vẹn và các vật khác bị phân mảnh do va chạm. Giờ đây thì các nhà khoa học làm việc không mệt mỏi ngày đêm để làm sạch các mẫu vật, ghép tỉ mỉ để mong có thể phục hồi nguyên vẹn được các cổ vật này. Trong số các đồ cổ tìm thấy là một bộ sưu tập lớn các chai đồ đá. Các chai được xuất khẩu từ Đức trong năm 1800 và sau đó được sử dụng để vận chuyển nước, đặc biệt là Brazil được cho là có khả năng chữa bệnh. Nhà khảo cổ học Claudio Parra de Mello nói rằng đây là một cơ hội duy nhất để lưu danh cả đời trong lịch sử đất nước Brazil về những người đã phát hiện ra những cổ vật này. Một bộ sưu tập lớn của các mặt hàng đã được tìm thấy vẫn còn là vấn đề cần phải nghiên cứu trong thời đại lịch sử của Brazil. Cư dân của Rio trong giai đoạn này thường chôn người đã chết không mong muốn như là một phương pháp để xử lý. Có lẽ vật hấp dẫn nhất tìm thấy cho đến nay là một bàn chải đánh răng, được cho là từng thuộc về hoàng đế cuối cùng của Brazil, Dom Pedro đệ nhị. Bàn chải đánh răng được làm bằng ngà voi và xương và có chứa một dòng chữ đọc bằng tiếng Pháp, Đức, Vua, Hoàng đế của Brazil. Một số vật phẩm khác được phát hiện cũng được cho là đã từng thuộc về các thành viên của gia đình hoàng gia.